Alo. Trời đất ơi, dậy chưa? Con gái con lứa vậy đâu, chưa trời, chưa trật rồi còn chưa chịu dậy nữa. Bởi tao nói mày vậy hả, thì cái xứ mày hả là mày sống mòn. Em một bài tới 2 giờ sáng, em giờ ngủ cho lại sức lắm mà. Rồi dậy đi, ấy đi ra ngoài cổng coi là bạn gái của Tom nó tới chưa. Rồi ấy coi tình hình sao, báo cáo chuyện nghe không? Thôi, em không có ra đâu. Chuyện người lớn lỡ em bị chữa ai thì sao? Quan cái gì mà quan nè. Bây giờ bà nội với lại Tom đã làm một phe rồi. Bây giờ em phải ra đi, mẹ có một phe à. Em phải ra em làm đồng minh cho mẹ chứ biết không? Trời, mẹ một mình không có sao đâu chị. Chị tưởng mẹ dễ bị ăn hiếp lắm á hả? Bây giờ có muốn chị xóa nợ cho 3 triệu không? Muốn thì đi ra, nhanh lên. Chị tưởng em là người bán rẻ nhân cách, vì nếm mấy đồng bạc lẻ đó hả? Vậy thôi giờ chị cho mày thêm 2 triệu nữa đó. Thôi được. Ngủ thêm 5 phút nữa. Ủa, anh Tom, bà gái anh về rồi hả? Về rồi. Nội, bộ phải cưới vợ cho anh Tom thì cái sao? Mà mẹ con khó chịu dữ vậy nội. Mọi chuyện xảy ra theo cái ý muốn của mẹ con đúng y vậy đó. Sao mẹ con khó chịu được? Cái người mà khó chịu là bà nội đi nè. Mẹ thấy rõ ràng, con bé nó cũng muốn vậy mà mẹ. Alo, em đã giúp chị làm đồng minh với mẹ rồi nha. Mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Dĩ nhiên là phải bỏ rồi, làm sao mà cưới được. Thôi nhớ đưa em 2 triệu nha. Bỏ điện thoại xuống. Mới nói cái gì 2 triệu vậy? Nội. À thì ra là mấy người phải không? Rồi con mới nói cái câu là con bé nó muốn như vậy ha. Thí dụ nó bây giờ nó không đồng ý, nó muốn cưới thì con có đồng ý không? Con trả lời đi. À. Chính vì cái thái độ của con với của thằng Tom nè, hai người làm sao mà đến nỗi con nhỏ tự ái, nhỏ chịu không nổi nó mới quyết định như vậy đó. Chịu nổi không à? Đồ bình tĩnh đi nội. Thôi đủ rồi. Cái chuyện này á sẽ giải quyết sớm thôi mà, vài bữa nữa thôi. Thôi con xin phép nội với mẹ, con lên phòng trước. Nè mẹ nói rồi đó nghe, càng sớm càng tốt. Dạ. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mẹ từ từ thôi, mày nóng giận rồi huyết áp nữa giờ. Con là người lớn phải không? Con Thanh nó cũng là người lớn phải không? Hai đứa tụi bay đến yêu nhau, tự yêu nhau, làm ra chuyện, thì bây giờ mình cưới nhau có gì đâu. Làm sao mình có nhẫn tâm mình bỏ cái giọt máu của mình bỏ rơi cái đứa con của mình mà mình có thể làm cái chuyện đó được chị? Trời. Hả? Cái chuyện này là chuyện của con với Đan Thanh. Tụi con chưa có chuẩn bị được tâm lý của con. Nhưng mà bây giờ con lớn rồi, thì vì chuyện lỡ xảy ra rồi thì con cũng phải chuẩn bị tâm lý với sự giúp đỡ của gia đình đi là vừa. Thôi cái chuyện riêng của con á, nội để con tự giải quyết đi. Hay lắm, giỏi lắm, tự giải quyết đi. Tránh ra cho tôi về. Mẹ đừng giận. Nội, để con đưa nội về. Nội, đưa bà đi, cẩn thận với con. Dạ. Đó, con thấy chưa? À, rõ ràng mà mẹ đâu bao giờ mà nói thêm đâu. Bà nội á, suốt cuộc đời này mãi mãi luôn là người thứ ba xen vào câu chuyện của gia đình mình. Đó, con thấy rõ ràng mà, đúng không? Đúng rồi. Dạ dạ. Lúc nào tôi cũng là người thứ ba.